Kính thưa quý vị, tin từ London, Anh Quốc, hoàng tử và công nương Kate and William đang chuẩn bị buổi tiệc kỷ niệm đánh dấu năm thứ hai từ ngày lễ thành hôn. Trong 2 năm qua, William và Kate trở thành trọng điểm của giới truyền thông săn tin. Vào năm 2011, tại một buổi tiệc trong một chương trình gây quỹ cho trẻ em được gọi tắt là ARC, công nương Kate đã tạo sự chú ý trong một trang phục đầy ấn tượng. Tiếp theo những tháng sau đó, cặp vợ chồng làm một chuyến du lịch tại Hoa Kỳ và Canada. California là trọng điểm được cặp vợ chồng dừng chân tham dự buổi tiệc BAFTA được cơ quan truyền thông và điện ảnh Hollywood săn đón. Cặp vợ chồng William và Kate trở thành trung tâm trọng điểm chú ý từ giới truyền thông khắp mọi nơi trên thế giới mỗi khi có dịp đi nghỉ mát hoặc viếng thăm các quốc gia trên thế giới. Bên ngoài cung điện Buckingham đã được trang trí và tất cả mọi việc đều được chuẩn bị đón tiếp những quan khách danh dự trong buổi tiệc kỷ niệm đánh dấu năm thứ hai ngày thành hôn và công nương đang mang thai được 3 tháng. Một khách du lịch Hoa Kỳ trả lời đến phóng viên địa phương rằng đây là cặp vợ chồng tạo nhiều ấn tượng nhất trên thế giới và chắc chắn khi em bé chào đời rất dễ thương và bụ bẫm. Cả hai vợ chồng đều tiếp nối những sự nghiệp từ người mẹ để lại. William và Kate thường hay viếng thăm những nạn nhân bị mắc bệnh ung thư tại trung tâm điều trị Royal Marsden tại khu vực phía nam của Anh Quốc.